Rồi, bây giờ mình sẽ nói một chút cái lệnh về về cạnh với cả điểm nhé. Cạnh với điểm. Rồi, giữ chuột phải. Chỉ lên phía trên này là mình chọn cạnh này. Đây chính là những cách mà mình đây là cách để mình tương tác với các cạnh. Là cạnh này này, nếu mà bây giờ mình muốn chọn những cạnh nối tiếp với nó ấy. Đây, những cái cạnh như thế này. Đấy, một dọc luôn thì mình sẽ kích đúp vào. Đấy, giữ shift, kích đúp. Đúp. Nó sẽ chạy dọc theo cái cạnh đấy luôn. Đấy, cái đúp. Nó sẽ bắt cuối cùng. Đấy, trong trường hợp mà mình chỉ muốn bắt nó một đoạn ấy thì mình sẽ chọn điểm điểm đầu xong rồi giữ shift cái đúp ở điểm cuối. Rồi. Còn với cả những cái cạnh nó song song. Đấy, kích đúp. Giữ shift kích đúp. Mình sẽ kích đúp vào cái bên cạnh của nó nhá. Chọn một cạnh này, rồi kích đúp vào cái cạnh bên cạnh của nó. Các bạn thực hành theo nhé. Rồi, ok, đấy chính là cái cách mình chọn các cạnh. Đấy, những cạnh song song này. Nối tiếp này. Đấy, vừa nối tiếp lại vừa song song này. Nối tiếp này. Bây giờ giả sử như bây giờ mình muốn xóa một cạnh đi nhá. Xóa một cạnh đi. Giả sử giờ anh muốn xóa cái cạnh này đi này. Thì cách xóa của nó nhá là Ctrl Backspace. Đó. Cái đúp Ctrl Backspace. Backspace chứ không phải là delete nhá, không phải ở nút delete đâu. Nếu mà bây giờ anh giả sử anh ấn nút delete nhá. Delete này. Đấy. Chọn xong vertex thì nó sẽ giữ lại một đống những cái đường như này. Tức là nó sẽ không xóa hết. Đấy, các bạn sẽ thấy có một sự khác biệt giữa cái chỗ ở trên này và cái chỗ ở dưới. Ở trên này nhá là Ctrl Backspace này. Còn ở phía dưới này là Z-L-T Ctrl Backspace. Tức là cái nút back lại của mình ấy. Backspace. Nó sẽ có sự khác biệt giữa hai cái đấy. Thì bình thường là mình sẽ sử dụng Ctrl Backspace nhé. Rồi, bây giờ giả sử giờ mình sẽ xóa cái này đi. Bây giờ mình sẽ học về cách cái lệnh breathe. Ấn vào đây, ấn vào đây. Lệnh breathe. Thì chọn hai cạnh này. Hai cạnh mà mình muốn nối nó vào ấy, chọn một cạnh giữ shift, chọn cạnh kia. Unbreed nó sẽ bắt sang. Thế gọi là cái cầu mà mình chọn cạnh đầu mới là cạnh cuối. Unbreed nó sẽ bắt cầu sang. Breed tiếng Anh nó là bắt cầu mà. Đấy. Còn nếu mà mình muốn chọn nhiều nhá. Đây, mình chọn ba cạnh này. Unbreed. Đấy, mình chọn lại. Đấy. Ok. Nó phải nối liền nhau cơ.
nối liền nhau. Rồi tiếp theo nhá, bây giờ mình muốn kéo cái mặt này ra này, ấn W giữ shift kéo ra, giữ shift nếu mà mình muốn kéo cả cái mặt này, ấn W giữ shift kéo đó. Cái này khá giống mấy chút. Rồi, cầm vào mặt này, giữ shift kéo lên. Cái này chỉ mang tính chất giới thiệu thôi, các bạn không cần phải nhớ đâu, nhưng mà quan trọng các bạn phải biết cách dùng và thao tác nó đúng. W shift. Nên mình cứ trải nghiệm một lượt thôi. Rồi, tiếp theo lệnh đây, chúng ta vừa rồi đã đến được cái lệnh bridge này, bridge là bắc cầu này. Shift này là cái lệnh kéo cạnh ra này. Như kiểu duplicate cạnh thôi, kéo cạnh ra. Rồi, lệnh tiếp theo là bevel. Đây cũng là một trong những lệnh mình sẽ dùng rất nhiều về sau này. Hay giả sử như mình chọn cái này. Mình nhấn vào bevel. Nó sẽ hiện cái bảng ở đây ra. Đấy, ấn một chút cho màu xanh thì nó giảm bớt đi. Nó sẽ transfer cái cạnh này, nó sẽ tách cái cạnh này, một cái cạnh của mình ra thành nhiều cạnh khác nhau. Đó. Nó sẽ tách cái cạnh của ra, nó sẽ tách một cái cạnh này của mình ra thành nhiều cạnh khác nhau. Đây chính là cái cách để sau này mình làm cái object của mình nó trở nên mềm mại hơn. Đấy, thay vì cứng như thế này thì nó sẽ trở nên mềm mại như thế này, nó sẽ mềm hơn. Thì sau này khi mình làm bài ấy, thì những cái chỗ nào nó bị cứng quá thì mình sẽ chọn cái cạnh cứng đấy. Rồi sờ vào bevel thì nó sẽ làm cho cái cạnh cạnh đấy nhìn trông trở nên nó sẽ mềm mại hơn. Đó. Nó sẽ mềm mại hơn. Đó, thì đây là cái tác dụng của lệnh bevel. Nó sẽ biến một cạnh này thành nhiều cạnh khác nhau và có độ cong để làm cho cái cạnh đấy nó trở nên nó mềm mại hơn. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều tác dụng khác, nhưng mình chỉ cần đơn giản là hiểu như thế thôi. Biến một cái cạnh tách ra thành nhiều cạnh khác nhau. Rồi. Rồi, còn cái add division này thì nó chỉ đơn thuần là tăng lưới cho mình thôi. Đó, tăng lưới. Nó sẽ tăng một cái lớp lưới lên. Nó gần giống như cái smooth này, nhưng chỉ khác smooth nhá. Nó ngoài việc tăng lưới thì nó sẽ còn co cả hình của mình lại. Mình nhấn vào smooth nhá. Nó sẽ co cái hình của mình lại. Bạn chú ý cái chỗ này này. Giờ mình sẽ chụp vào lại. Ctrl Z lại. Rồi mình sẽ dùng Add Division. Đấy, các bạn sẽ thấy sự khác biệt của hai cái. Một cái là Smooth bên trái này, và một cái là Subdivision. Smooth, một cái là Subdivision. Đó, nó sẽ có sự khác biệt của hai cái. Các bạn tùy xem mà lúc nào mình cần sử dụng cái nào thì mình dùng. Rồi, ok. Tiếp theo là cái lệnh cắt này. Lệnh cắt nhà cắt này nó sẽ cho mình tạo những cái cạnh chủ động theo ý của mình. Nó sẽ tự động cắt theo ý của mình. Tắt đi. Đó. Nó sẽ trở thành một cạnh này. Rồi tiếp theo là connect. Những cái lệnh như là connect như này này nó sẽ tác động lên điểm nhá. Ví dụ đây. À cả điểm cả cạnh luôn. Ví dụ với điểm này, điểm thứ nhất này, chọn vào đây, mình vào connect. Đấy, nó sẽ kết nối lại với nhau, nó sẽ sinh ra thêm những cái cạnh mới. Ấn vào một cạnh này, giữ shift ấn vào cạnh tiếp theo, connect. Connect. Nó sẽ sinh ra cạnh mới thôi, nó sẽ connect các điểm lại với nhau.
Còn trong trường hợp với cả những cái cạnh nhá, ví dụ hai cạnh như này này, hai cạnh song song như này, mình nhấn vào connect nó sẽ sinh ra những cái cạnh ở giữa, những cái cạnh đấy. Thì cơ bản connect là nó sẽ sinh ra thêm cạnh. Rồi, target well. Cái target well này nó chỉ có tác dụng lên điểm nhá. Target well này. Mình ấn vào đây. Kéo vào. Ấn ấn rồi giữ nhá, rồi thả ra. Ấn rồi giữ, kéo lại, thả ra. Ấn rồi giữ, kéo lại, thả ra. Đấy, thì bài tập của cái bài này ở cái clip này các bạn chỉ cần bắt chước theo thôi nhá, để các bạn hiểu xem những cái công dụng của nó là gì thôi. Control backspace đó, xóa. Rồi ngoài việc giữ chuột phải này, chọn object này, chuột phải chọn face, chuột phải chọn s, chuột phải chọn vertex, thì các bạn có thể lựa chọn ở phía bên này nữa nhé. Đây là chọn object này, chọn điểm này, chọn cạnh, chọn mặt. Rồi, ok. Thì ngoài ra ở đây còn có cái UV nữa mà chúng ta chưa cần quan tâm vội. Cái đấy để khi nào mà làm đến phần texture cơ. Tức là nó sẽ giai đoạn rất là về sau. Về sau này mình chưa cần quan tâm vội. Thì chỉ với 1, 2, 3, 4 này thôi là cũng đủ để các bạn làm ra được rất nhiều thứ rồi. Đó. Rồi ok, vậy đây là toàn bộ những cái công cụ để các bạn sử dụng để mà tạo ra các mô hình mà mình mong muốn. Thì sau này cái kỹ thuật dựng là làm sao ấy, chỉ là làm sao mà chúng ta kết hợp lại, làm sao cho khéo léo giữa các object lại với nhau. Và những cái sản phẩm chúng ta nhìn có thẩm mỹ, ok, nhìn đẹp là được. Đó. Công cụ thì vẫn chỉ là những cái công cụ này, nó tùy thuộc vào những cái người làm sao mà cho sản phẩm nó đẹp hay không là được. Rồi, ok, xin chào các bạn.